Nói về chi bộ trong sạch vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết. Chấp hành tốt đường lối, chính sách của đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đối với đảng thì củng cố và phát triển tốt. Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể khẳng định, việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Xác định chi bộ đảng ở khu dân cư không chỉ giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị ở cơ sở mà còn là cầu nối trực tiếp giữa đảng với nhân dân. Những năm qua, Đảng ủy phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát luôn coi trọng và phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cùng với quá trình phát triển của phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, diện mạo khu phố 3B cũng đã có nhiều thay đổi trên con đường đô thị hóa và công nghiệp hóa. Thành quả ấy có vai trò hết sức quan trọng của chi bộ khu phố 3B, một chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, là hạt nhân kết nối và huy động sức mạnh đoàn kết của ý đảng lòng dân trong xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương mình. Chi bộ khu phố 3B phường Thới Hòa có 70 đảng viên, trong đó cấp ủy có 5 đồng chí đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong khu phố. Qua tổ chức học tập nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, nghị quyết đảng các cấp đã giáo dục công tác tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ, tăng lòng tin đối với sự lãnh đạo của đảng, nhận thức được sâu sắc tình hình hiện nay, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, luôn quan tâm bảo vệ quan điểm và đường lối của đảng, cố gắng khắc phục khó khăn để đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Chi bộ duy trì sinh hoạt đúng theo định kỳ hàng tháng, tập trung đổi mới nội dung khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng thì theo quy định 12, đó, thì hàng tháng đưa ra để họp là giao chỉ tiêu cho các cấp ủy phải phấn đấu, phải làm và cải tiến cái chi bộ của mình, trong đó thực hiện các cái mô hình hàng tháng đưa ra. Thời gian qua xác định rõ nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị, nên chi bộ đã chỉ đạo trưởng khu phố phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể triển khai các văn bản có liên quan đến toàn thể nhân dân, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là quy chế dân chủ trong phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện mô hình của đảng ủy phường, chi bộ đã chỉ đạo khu phố, vận động các hộ dân có người thân qua đời, không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng, vận động quỹ tình thương trên 55 triệu đồng, xây dựng những tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp, triển khai công tác bảo vệ môi trường, xóa điểm đen về rác, tuyên truyền vận động người dân đăng ký thu gom rác, đóng phí vệ sinh môi trường đạt 97% trở lên. Có 258 khu nhà trọ đăng ký khu nhà trọ văn hóa. Chi bộ cũng đã tích cực chỉ đạo cho lực lượng bảo vệ khu phố, dân quân thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Từ sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ cùng hoạt động hiệu quả của ban điều hành khu phố, nên đến nay đã có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tạo thành sức mạnh đồng thuận, cùng đóng góp công sức và trí tuệ, xây dựng thành công khu phố văn hóa điển hình. Trong thời gian vừa qua thì chi bộ cũng đã phối hợp với ban điều hành khu phố, mặt trận đoàn thể của khu phố, vận động người dân trong khu phố là hoàn thành tốt các chỉ tiêu của khu phố. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phát huy tiếp tục những cái vừa qua đã đạt được. Điểm nổi bật của công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện là làm sao phát huy được vai trò người đứng đầu. Những năm qua, với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương luôn là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Thành quả ấy là nỗ lực của cả một tập thể chi bộ khu phố luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo. Trong đó không thể không nói đến những đóng góp tích cực của cô Thân Thị Nguyệt, bí thư chi bộ khu phố 5, với vai trò là người đứng đầu, là trung tâm đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ và sức mạnh đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chương trình hành động tại địa phương. Chắc hẳn rằng sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy những hình ảnh này. Một văn phòng khu phố với môi trường cảnh quan vô cùng xanh sạch đẹp. Từ suy nghĩ, văn phòng khu phố là ngôi nhà chung của người dân tại địa phương, nên cô Nguyệt quyết tâm làm sao xây dựng ngôi nhà ấy phải thật sự là địa chỉ hấp dẫn và thân thuộc để thu hút người dân đến sinh hoạt, vui chơi và họp bàn những công việc của khu phố. Bản thân cô đã lên kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên trong ban điều hành, ban ngành đoàn thể, trong đó nhóm đảng viên trẻ là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia lao động và chăm sóc cảnh quan môi trường,
Từ đó công việc được diễn ra một cách thuận lợi. Văn phòng khu phố 5 đạt giải nhất hội thi Văn phòng khu phố xanh sạch đẹp do Đảng ủy phường Phú Mỹ tổ chức. Văn phòng khu phố chỉ là một điển hình cho thấy phong trào xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị tại khu phố 5 đã thực sự lan tỏa sâu rộng. Là người đứng đầu nên trong công việc, cô Nguyệt thường có kế hoạch cụ thể rồi đưa ra ban chi ủy, bàn trước khi chi bộ thống nhất xây dựng nghị quyết để thực hiện với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hãy luôn nói trúng và hãy luôn làm đúng vì dân là phương châm hành động mà cô Nguyệt đã đề ra cho tất cả đảng viên trong chi bộ khu phố, với mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đi đầu, nói phải đi đôi với làm. Với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, sự đồng thuận của người dân đã tạo thành sức mạnh tập thể, để khu phố 5 nhiều năm liền đạt danh hiệu khu phố văn hóa, đạt giải khuyến khích Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Dầu Một tổ chức và chi bộ khu phố 5 đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, gương mẫu đi đầu luôn là một nguyên tắc cơ bản mà cô Thân Thị Nguyệt luôn nhắc nhở mình trong mọi công việc. Chính tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng, ý thức trách nhiệm và sự năng động sáng tạo của người bí thư chi bộ khu phố ấy đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết để mọi người cùng chung tay xây dựng khu phố ngày một xanh sạch đẹp, văn hóa văn minh. Tháng 11, cả nước cùng hân hoan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Từ những kết quả đạt được trong cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư lại càng làm nổi bật lên vai trò hạt nhân của chi bộ. Sức mạnh của đại đoàn kết đã được phát huy cao độ, khi chi bộ ở mỗi khu phố, ấp đã làm tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo của mình. Để từ đó, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Ban Điều hành khu phố tổ chức triển khai các hoạt động đến từng tổ, từng chi hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách hết sức hiệu quả. Chi bộ khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thành phố Thuận An có 40 đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng cao, thể hiện được vai trò là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Từ sự lãnh đạo của chi bộ đã tạo nên sự đồng thuận của nhân dân, nhiều chương trình hành động ở khu phố Thạnh Lộc đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng mối quan hệ tương thân tương ái, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đều nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, vận động mọi người cùng tham gia, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết. Chính vì thế nên năm qua, nhân dân ở khu phố đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phục vụ sản xuất với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bê tông hóa tuyến hẻm số 5 của đường An Thạnh 10 với chiều dài là 230m, có tổng kinh phí là 885 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 10% thực hiện dặm vá các tuyến đường nhánh khác của khu phố, vận động nhân dân cơi đắp bờ bao ở những đoạn xung yếu phòng chống việc tràn, sạt lở bờ bao mỗi khi trời mưa lớn và triều cường. Bên cạnh đó, việc chăm lo cho các hộ nghèo luôn được quan tâm, như giới thiệu vay các nguồn vốn ưu đãi như Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền là 6 tỷ, vốn vay tín dụng với số tiền là 1,2 tỷ, vốn quỹ hỗ trợ người nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã tìm được mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp, tích cực phát triển kinh tế gia đình. Ngày hội đại đoàn kết ở các khu phố cũng đã làm nổi bật lên một số vấn đề quan trọng, đó là chi bộ với vai trò lãnh đạo của mình phải luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong các công tác như xây dựng đô thị văn minh, các công trình phúc lợi xã hội, bầu trưởng khu phố, người dân phải trực tiếp bàn, biểu quyết cũng như giám sát thực hiện. Có được như vậy thì dân chủ cơ sở mới ngày càng phát huy thực sự, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội. Những kết quả của các phong trào thi đua tại các ấp khu phố trong toàn tỉnh thời gian qua đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tình làng nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân trong khu phố, không ngừng thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.